Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về một cái mẫu sản phẩm nói chung là nó cũng khá là hiếm ở Việt Nam của chúng ta. Đó chính là cái booking holder của bộ phim của Washington Bookinger. Cái phần này đó là dùng để đeo ở bên bên tay trái của các Bookinger và các siêu nhân để mà đựng cái Axelera này đây. Đó. Thì cái này mình order, cái này mình order nha các bạn, tại Việt Nam nó cũng không ai có sẵn hết cả các bạn, đa số là order hết. Mình order ba cái set này, cái set này đây, ba cái này chung một cái luôn, chung một cái set order về luôn đây. Và nếu như mà ở Việt Nam bán thì nhưng mà một cái này nó tầm khoảng 300 đến 400 ngàn. Mình không hiểu tại sao nó chỉ là một cái thú vải như thế này thôi mà nó lại đắt như thế, chắc là nó mang một cái tính kỷ niệm nào đó chứ. Nhưng mà nó khá là chát chúa đấy, nên bỏ 300 ngàn lấy về một cái túi vải như thế này cũng khá là ngậm bánh đốt cây. Nhưng mà hơi mình order cái set này nó cũng rẻ cho nên là nó không có ảnh hưởng gì mấy. Ở đây thì tổng thể của nó thì nó một cái màu như thế này, như là màu châu long vậy đó các bạn. Cái màu này nó không phải là cái màu dơ đâu nha, cái màu này là màu gốc của nó. Lúc đầu order về thì công nhận là nó có dơ thiệt, nhưng mà nó bẩn hơn một xíu, chỉ là bẩn bụi thôi chứ không phải bẩn mà lết dơ như thế nào đâu. Bẩn bụi thì mình chỉ đem ra mình giặt và mình xả thơm cho nó thôi. Bây giờ thì nó rất là sạch sẽ. Và này là màu gốc của nó nha, không phải là cái màu cháo leo đâu nha các bạn nha. Được, nó là cái này nó dính bụi rất là dơ rồi. Không phải, cái này là màu gốc của nó. Và màu như thế này, màu cháo leo. Và thêm những cái đường vải màu đen, và thêm những sạch trắng như thế này. Đây thì chúng ta có logo của Bookinger. Đấy, cái túi vải này nó rất là mịn nha các bạn nha. Nó mịn như thế này. Đó, nó mịn như thế này. Nó mịn, nó sợi sợi như thế này các bạn. Đó. Và các bạn này chơi thì các bạn cũng giữ gìn một tí cho không là nó dễ bị bong mấy cái vải lên đó các bạn. Đây như thế này nè. Đó các bạn thấy không? Đây nó bị bong vải như thế này này, bị bong lên một xíu. Ở bên này thì chúng ta có một cái phần để gắn cái dây này vào này đây các bạn. Gắn cái dây này vào. Ủa. Đào vào đây ní rồi. Đây. Để gắn cái dây này vào. Ở đây thì chúng ta có một cái chỗ để gắn chốt, nhưng mà mình một cái này nó không có cái chốt đó các bạn, cho nên là các bạn có thể mua trên Shopee để các bạn gắn vào ha. Đây, và chúng ta có thể mở nó như thế này, đây hai cái phần này như thế này đó. Và bên trong, ở trong thì chúng ta có một cái tem vải như thế này, có logo của Bookinger. Đây, ở bên này có logo của Bandai và Menchina. Đó. Rồi cái phần này chúng ta có thể bỏ phone vào. Nghe cái phone này vào. Đấy. Chỉnh sao cho đẹp tí. Rồi. Thế là xong. Hoàn thành. Ở trong phim thì nó sẽ để dư dư lên một xíu như thế này đây. Nó rộng rộng lên một xíu như thế này để dễ sao. Giờ lấy cái phone ra như thế này. Đó. Giờ lấy cái phone ra. Lấy cái phone ra đó các bạn. Đây, rồi nhét vào như thế này. Đó. Rồi, không có rớt đâu nha các bạn. Trừ khi các bạn tách nó rớt thiệt. đây, đây này thì nó sẽ không có rớt. Đây, nó sẽ không có rớt nha. Trừ khi mà các bạn tác động bằng tay á, bạn lấy xéo như thế này thì nó mới ra nha. Còn các bạn để vào các bạn gắn lên á mà các bạn lấy thẳng lên như thế này nó sẽ không ra, các bạn phải xéo qua một xíu các bạn rút lên. Phần này là phần dây đây. Lại phần dây. Xỏ nó vào như thế này và các bạn sẽ xỏ tiếp hai cái phần này để vào ha. Rồi sẽ có đó các bạn bị ngược lại và các bạn đút vào phần hộ như thế này. Rồi xong, chắc chắn. Mà cái phần dây này thì nó chỉ dùng để đeo cho trẻ con thôi các bạn. Mình thì đeo nó chỉ cũng tạm được cho mình, nó ở phần dưới thôi. Nếu mà đeo như trong phim thì cái ở trên cái phần cơ bắp nó to quá, nó không có đeo vừa. Đây, như thế này đây. Ví dụ như đồng đội gọi này. Đấy, mình có đeo và mình chụp đây như các bạn xem đây. Đó, nó ở xích của thứ dưới chút cho nó không có lên trên như giống như trong phim ha. Cái vua trên giờ thì nhắc nó không có vừa đâu nha các bạn.
tại vì cái nó cắn cái phần này nó to quá, nó không có vào. Đó, cho nên là cái holder này nó nói chung là nó cũng khá là đẹp, cũng không có gì mà phải bán, nhưng mà nó cũng mang một cái tính kỷ niệm. Đó, rồi ok. Rồi ok, cái clip review về cái Bokken holder của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like và một subscribe kênh ủng hộ cho channel của mình nha. Nếu như các bạn thấy cái đèn như thế này ổn rồi á, bà mẹ nó ổn rồi á, thì các bạn để lại bình luận ở bên dưới để mà lần sau mình có thể review nó một cái cách mà nó sáng hơn cho các bạn xem, các bạn đã mắt hơn nha các bạn nha. Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.